Dạ chào anh ạ. Mời em ngồi. Cảm ơn. Em tên là Nhật, đến từ chương trình Khám phá thành phố trẻ. Hôm nay em biết lúc làm phim mình làm ở đây, thì anh có thể cho em tham quan và tìm hiểu được cách làm phim của ekip mình được không? Được chứ em. Em cũng có một nhóm làm phim nhỏ thì khoảng 3 tới 4 người thôi. Thì ekip của anh thì nhân sự anh có 30 người. Và anh chia ra thành tổ. Mỗi tổ sẽ có một cái trách nhiệm đặc thù khác nhau. Để hiểu rõ hơn về cách làm việc của tụi anh sẽ dẫn em đi tham quan một vòng ekip. Những năm gần đây, rộ lên phong trào làm phim ngắn của các bạn trẻ yêu thích điện ảnh. Giới trẻ hiện nay theo đuổi niềm đam mê điện ảnh từ những bước đi đầu tiên bằng những thước phim ngắn do chính tay mình sản xuất. Thông qua việc tự làm những thước phim ngắn ý nghĩa, các bạn trẻ có một nơi để thể hiện cá tính, cách suy nghĩ và tư duy về cuộc sống theo những cách riêng của người trẻ. Nhân là chịu trách nhiệm đạo diễn hiện trường và sản xuất ở trong cái dự án này. Ok. Ngồi đi em. Dạ. Công việc cụ thể của anh ở ngoài hiện trường là gì? Ngoài cái công việc làm đạo diễn hiện trường á, dạ, thì anh có thể làm được bên quay phim, dạ, và có thể sắp xếp về các kịch bản và diễn viên và chuẩn bị các bối cảnh á, thì là khi mà mình đã lên một cái ý tưởng nào đó, dạ, lúc đó mình sẽ tự biên kịch ra cái nội dung, sau đó thì đi tìm bối cảnh. Nếu quay một cái dự án mà nó có cái sự đầu tư lớn á, thì là mình sẽ có một cái lịch để casting. Còn những cái dự án mà mình làm vì đam mê á, thì đa phần tất cả các diễn viên đều là anh em và các bạn bè có niềm đam mê trong cái phim ngắn á, thì mình sẽ tập hợp lại. Thì vấn đề tìm bối cảnh và diễn viên nó khó khăn đối với anh? Cái mối quan hệ mình ban đầu là rất ít. Khi mà tìm xin một cái bối cảnh thì có nơi mà người ta có cho, có nơi thì không. Nhưng mà cái khó khăn mà lớn nhất là vì cái phần kinh phí. Kinh phí thì lúc trước á, thì ekip của mình á, là có cái nhà tài trợ nó sẽ đồng hành cùng ekip. Nhưng hiện tại thì anh em vì đam mê và bỏ kinh phí ra để làm cái bộ phim này. Cái lúc mà mình á, chuẩn bị kịch bản đã hoàn thành hết rồi, nhưng mà khi mà cái kinh phí không đủ mình sửa lại á, mình phải cắt bỏ nó đi. Nó không đúng như cái yêu cầu của mình đã đặt ra trước đó. Từ trước đến nay á, bộ phim nào mà để lại anh nhiều ấn tượng nhất? Lúc nào thì bộ phim đầu tay nó cũng ấn tượng nhất. Mình còn rất nhớ cái thời gian mà đầu tiên mình lên trên Sài Gòn, mình thấy cái cuộc thi làm phim ngắn. Lúc đó là tự nhiên cái nghĩ tại sao mà hồi đó thì mình quay bằng điện thoại thì quay chơi chơi cắt ghép lại, bây giờ có một cái cuộc thi nó dành cho những người làm phim. Cái duyên của mình đó là gặp được mấy ông anh và trong nghề, họ thấy mình có đam mê và chỉ dẫn mình là cái cách quay bằng máy, là đó là cái bộ phim đầu tay của mình luôn. Thì thường trước khi làm, trước khi mình ra một sản phẩm nào đó thì anh có sợ là sản phẩm mình không thành công hay là được không được như mong đợi không anh? Về cái sản phẩm của mình thì lúc nào thì mình cũng nghĩ đặt hết niềm tin vô nó và đặt hết tất cả những gì mình có thể làm được cho nó. Còn về cái phần đánh giá của các chuyên môn á, thì mình cảm thấy bản thân mình vẫn còn cần học hỏi thêm nhiều. Khi mà mình làm một cái bộ phim đó, mình sẽ hiểu được là cái nào mà mình đã bị thiếu sót cái điều gì đó, thì những cái bộ phim tiếp theo của mình làm thì nó sẽ nâng lên và sửa sai được cái một người của bộ phim trước. Hồi giờ thì em chỉ quay bằng điện thoại với các bạn trong lớp thôi, chứ chưa bao giờ mà quay mình mới quay như giống vậy. Anh cho em quay thử được không? Ừ, ok. Bây giờ là anh sẽ đưa em qua bên bối cảnh bên đó, thì em sẽ cầm và em quay thử. À, bây giờ á, là các diễn viên chuẩn bị là tập cái phân cảnh tiếp theo. Dạ. Giờ là sẵn đây anh sẽ chỉ cho em cái cách quay phim luôn. Đây nè, anh đấm móc, em phải đấm từ từ thôi. Chúng ta sẽ tập giống như cái phân cảnh này, là phân cảnh đánh nhau. Rồi, ok, bạn này sẽ là quay. Đây, các diễn viên mà đang chuẩn bị tư thế này thì mình lấy góc cận. Dạ. Dạ rồi. Rồi, diễn viên vô động tác. Khi mà động tác đánh đúng không, mình sẽ quay cận lại, đưa máy gần đây để thấy động tác tay. Cái động tác này đánh xuống, em đá góc này qua đây để thấy được cái động tác đánh. Sau đó mình sẽ đưa qua động tác qua đây để thấy cái khuôn mặt của diễn viên. Giờ anh em bắt đầu làm lại động tác này. Mấy chạy, giết. Sao em mua lộ áo bước qua? Khi mà diễn viên á, mang diễn nhanh thì vậy mình là phải thao tác rất là nhanh. Đánh lại. Ừ.
khi mà động tác của tất cả các diễn viên ganh mà đi theo từng người đúng không? Theo từng người và những cái động tác đánh thì em thấy khó, với lại em không biết bắt ai bị lộn xộn. Bởi vì em mới mà, đúng rồi. Tại vì khi mà cái dàn diễn viên này anh đã chuẩn bị cho tất cả, vậy anh biết được là cái góc máy nào là sẽ đi như vậy. Qua đây em cảm ơn anh đã hồi nãy giờ đã chia sẻ với em về cách làm phim để em biết được nhiều kiến thức hơn để làm phim sau này. Dạ. Rồi, ok anh. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ. Qua trải nghiệm hôm nay mình với ekip thì mình biết được nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm phim ngắn. Thì qua đó thì mình được trau dồi thêm nhiều kiến thức về cách làm phim. Qua đó thì mình biết thêm nhiều cách làm phim khác nhau để sau này phục vụ cái kế hoạch làm phim mình sắp tới được tốt đẹp hơn.